Giai đoạn 2022-2025, huyện Ba Sát sẽ triển khai 46 dự án về đường giao thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng chiều dài trên 70 km, giữa kinh phí đầu tư gần 95 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương gần 81 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 2,2 tỷ đồng, còn lại do người dân đóng góp. Để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tham gia ngày công, khai thác vật liệu, các cơ quan đơn vị và ban giám sát cộng đồng các xã kiểm tra chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và giám sát chất lượng công trình. Hiện các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn đang triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.